Tiếp theo trong livestream này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về các câu hỏi, các vấn đề liên quan đến tố mặt phong thủy. Nam sinh năm 1986, năm nay có xây được nhà không thầy ơi? Bản chất cái việc xây nhà tôi vẫn chia sẻ thì quan trọng nhất đó là vẫn là cái vị trí và ngày giờ động thổ. Hôm nay tôi cũng vừa xem cho một chị ở Hà Nội, ở Cầu Giấy ấy, thì chị cũng mua cho hai vợ chồng con gái một cái căn nhà. Hôm trước chị qua văn phòng tư vấn và hôm nay thì cũng vừa xem cho chị một cái ngày giờ động thổ trong tháng 6. Đó là bản chất của xây nhà ấy, thì anh chị có điều kiện anh chị cứ xây thôi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn chia sẻ với anh chị là quan trọng nhất vẫn là cái động thổ, nó là cái gốc. Đấy, cái gốc ở đây nó quan trọng nhất là cái vị trí và ngày giờ động thổ ấy. Thì nó rất là quan trọng. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý về cái vấn đề này nhá. Đấy, còn mình muốn xây thì mình có tiền thì mình xây thôi nhá. Thầy Tuấn ơi, anh Phúc Nguyễn đến từ YouTube đúng không? Em chưa đủ hiểu điểm tử của các phương vị quy định như thế nào, rất mong thầy hỗ trợ giúp. Thực ra thì trong một cái căn nhà ấy, thì bản chất cái khái niệm điểm tử ấy, thực ra là người ta cũng đưa vào thôi. Bản chất nó chỉ về những cái điểm xấu ở trong một cái căn nhà của mình mà thôi, chứ không nó có không có gì là ghê gớm cả. Đấy, để mà tính ra được các điểm xấu này thì mình cần phải phân cung. Đấy, cần phân cung bởi vì trong một cái căn nhà thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái vị trí là cung tốt và cung xấu nó đan xen nhau. Đấy, thì cái điểm tử người ta ý chỉ ở đây là chỉ về tại cái cung xấu. Đấy, thì tại cái cung xấu thì mình gì ạ? Mình mà ở cái vị trí những cung vị xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vận trình của mình thôi. Thì đó người ta gọi là đưa lên một cái khái niệm được gọi là điểm tử cho nó màu mè một chút thôi, chứ bản chất nó không có gì đâu nhá. Tươi Hải đâu ạ? Thầy ơi em hỏi chút, nhà em Đông Bắc mà chồng sinh năm 90 thì cung tài lộc. Tài lộc thì nằm ở Đông Nam thôi nhá. Tươi nhá. Tài lộc thì nằm ở cung Đông Nam của nhà em ấy. Đấy, em nên kiểm tra cung Đông Nam của nhà mình xem nó có bị lỗi bị phạm hay gì không. Đấy, lỗi phạm là thứ nhất là cái vấn đề liên quan đến khuyên góc. Thứ hai là đặt cái nhà vệ sinh. Đấy, đặt cái nhà vệ sinh ở đấy thì là bị lỗi bị phạm thôi. Đấy, thì em nên để ý nhé. Còn ngoài ra mình muốn cái cung vị này tốt lên thì mình có thể là áp dụng là kích hoạt. Kích hoạt ở đây thì mình nên đặt những cái vật phẩm chiêu tài ở cung vị Đông Nam chẳng hạn nhá. Mình nên để ý, được chưa ạ?